có đo được là bao nhiêu cm không anh? Nếu mà cái làn da mặt này á ha, thì theo chắc cỡ khoảng từ 6 đến 8 phần. Ôi, ghê quá. Bình thường nha. Ồ. Đây đây nè. Đây nè, các bạn thấy không? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Dòng Ghiền của tỉnh Kiên Giang. Và hôm nay thì với một cái đoạn đường khá là xa xôi, Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị một nhân vật khá là độc lạ trên kênh Bùi Hồ. Đó là anh chàng này, anh có một cái khả năng năng khiếu rất là đặc biệt, có thể gọi là duy nhất của Việt Nam. Người ta gọi anh với một cái biệt danh là người có làn da dây thun. Và thật sự cái câu chuyện đó như thế nào và vì sao anh lại có khả năng đó thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Nhà của anh thì nằm ở trong một cái con kinh khá là nhỏ. Và để tìm được đến nhà của anh đó thì Bùi Hồ phải lặn lội từ sáng đến giờ. Và nghe nói rằng là cái công việc của anh hiện nay á, là anh làm bảo vệ cho một cái ngôi trường học. Và không nói nhiều nữa, bây giờ phía trước mặt là anh Ngoan. Anh Ngoan thì mình Bùi Hồ có chia sẻ rằng là mới biết được anh là năm nay là 38 tuổi. Dạ em chào anh Ngoan. Dạ, đây là nhân vật mà ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu đến cô bác quý anh chị. Đó là anh Ngoan, người mà có một cái năng khiếu khá là đặc biệt. Phải gọi là có 102 ha anh Ngoan ha. Đúng rồi. Thì trước khi nói về cái năng khiếu của mình thì anh có thể giới thiệu anh cho mọi người cũng như cô bác quý anh chị biết về anh đi ha. Rồi, mình là Ngoan, huyện Dòng Ghiền, tỉnh Kiên Giang. Chào cái kênh YouTube của Bùi Hồ. Thì nghe nói cái kênh YouTube của Bùi Hồ thì là thiện nguyện, thì có liên lạc thì mình thấy như vậy, nghe nói từ thiện nguyện á thì vô tâm mình cũng ok, đó là mình cũng chịu. Dạ. Đó, nghe nói thiện nguyện là mình chịu à. Rồi mình cũng trổ tài hết mình. Dạ. Về cái kênh YouTube của Bùi Hồ. Dạ. Rồi sau đây thì nếu mà cái kênh này nếu mà phát lên á thì cộng đồng nhớ chia sẻ và ủng hộ like cho Bùi Hồ ha. Dạ. Thật ra thì kênh của Bùi Hồ là làm với cái công tác thiện nguyện là chính. Và một thật ra là cái mà làm cho em mà lặn lội với một cái đoạn đường xa gần cả 100 km đến đây đó là về cái khả năng phải nói là có 102 của anh. Thì nghe nói anh là một người người ta gọi với một cái tên khá là gì, đó là người có một cái làn da dây thun. Đúng rồi. Hay làn da cao su. Đúng thì tại sao người ta lại phong cho mình với lại cái tên khá là vậy vậy như thế vậy anh Ngoan? Bởi vì mình nói tới thì nói là cái người Việt Nam của mình có 102. Yeah. Thì bắt đầu người ta tìm tới thì người ta quay thì người ta thấy cái làn da, cái mà người ta mới đặt tên là y gan như là làn da dây thun. Yeah. Nó bị co giãn rồi này nọ lại nó bình thường y gan như cọng dây thun vậy đó. Yeah. Còn tay chân rồi này nọ thì nó cũng khác lạ hơn mấy người khác, khác lạ hơn những người bình thường. Yeah. Đó, như ngón tay ngón chân rồi mình bẻ lật ngược đồ này nọ lên 10 ngón tay 10 ngón chân hết. Không có như người bình thường mình thì bẻ, ví dụ là mình bẻ được một hoặc hai ngón gì thôi. Yeah. Còn cái lần này thì mình làm hết tất cả. Yeah. Làn da thì từ trán xuống tới dưới cái cụ gối luôn. Mà em không hiểu là cái này là mình do luyện tập hay là do khả năng khiếu đặc biệt trời cho? Cái này chắc theo mình nghĩ là cái năng khiếu đặc biệt của trời cho. Chứ không phải là với là cái lần đầu tiên là mình thấy cái năng khiếu này nó hơi ngộ ngộ. Bắt đầu mình mới tập luyện thêm một chút nữa là bắt đầu nó phát triển toàn thân mình luôn á. Đúng rồi. Có nghĩa là anh phát hiện là cái khả năng của mình là từ năm bao nhiêu tuổi vào năm anh Ngoan? Mình phát hiện cái năm mà 9 tuổi. 9 tuổi? Ừ. Lúc 9 tuổi là mình thấy là bắt đầu là phát hiện cái làn da của mình và cơ thể của mình thấy nó lạ hơn mọi anh em ở trong gia đình. Và bắt đầu mình mới so với người khác thì nó cũng vẫn lạ hơn luôn. Đó. Rồi bắt đầu từ viết rồi cái bắt đầu mình tập đầu thêm. Dạ. Hiện nay thì anh có đi diễn ở đâu hay không và cái công việc chính của anh là làm cái công việc gì ha? Nói về trước tiên thì mình nói diễn á, thì trước đó mình có đi diễn cho những show như đám cưới. Ừ. Rồi bắt đầu đoàn lô tô. Đoàn lô tô là đoàn lô tô lớn á, nó, dạ. Nó chưng dụng những ca sĩ đồ này nó về đó ha. Là bắt đầu là nó mới mình mới
nói chuyện với mà chủ đoàn xong rồi là bắt đầu chủ đoàn mới alo với mình nặng mình kêu mình đi diễn. Yeah. Thì mình diễn chắc cũng được khoảng 6-7 nơi gì đó. Cái từ từ cái đoàn nó bị nghỉ đi. Yeah. Nó cũng lắng xuống. Yeah. Rồi nhạc sống rồi này nọ nó chơi ấy ha, thì nó cũng có nó nghe mình rồi bắt đầu nó mới kêu mình diễn cho nó. Cái lúc đó diễn thì nó ok, rất đắt khách. Lúc đó là thu nhập cũng ổn ha. Cái lúc đó đó thì cái tiền nói về cỡ chắc cỡ khoảng 7 năm 8 năm về trước thì cái đồng tiền á mình đi đi diễn ấy ha thì thu nhập nó cũng tạm thôi. Và hôm nay thì đến đây được biết là anh với một cái công việc là làm bảo vệ cho một cái trường học, còn chị thì buôn bán nhỏ lẻ. Và thôi thì chắc có lẽ là không nói nhiều về cái tí xíu nữa mình sẽ chia sẻ về cái nghề. Và hiện nay thì cái ở trong lòng Bùi Hồ muốn tận mắt chứng kiến những cái chuyện mà phi thường không ai làm được. Và Bùi Hồ khuyến khích là cô bác quý anh chị không nên làm theo với bất cứ hình thức nào nha. Và bây giờ để cho anh chuẩn bị sẽ cởi áo ở trần ra để biểu diễn nha anh. Rồi, trước tiên á, nếu mà mình biểu diễn thì trước tiên mình làm 10 ngón tay trước. Dạ. Rồi sau đó rồi bắt đầu da mặt. Dạ. Da cổ, da mắt. Rồi. Đó. Rồi xong rồi lỗ mũi. Dạ. Rồi từ từ cái mình thả lột áo ra rồi dài xuống tới rồi, rồi. Quá nôn nóng rồi. Nhớ là không nên làm theo với bất cứ mọi hình thức nào nha cô bác quý anh chị. Không nên tập tại nhà vì đây là một chuyên gia rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Bùi Hồ chọn một cái nơi mà coi như là nó đầy đủ ánh sáng để cho cô bác quý anh chị tất cả các bạn có thể thấy được cái tài của anh Ngoan. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa, cũng đã nôn nóng lắm rồi. Bây giờ mời anh Ngoan ha. Rồi, mời anh biểu diễn. Rồi, vậy thì mình biểu diễn. Dạ. Một cái ngón tay đầu tiên là ngón tay út. Đây. Bà con cô bác hãy xem nha. Đó. Ôi, đụng đến cái ở trên luôn. Đúng rồi. Dạ. Đó. Tiếp theo là ngón tay thứ hai là ngón danh. Phải nói đừng có làm theo nha cô bác quý anh chị. Làm theo gãy á. Dạ. Đây là cả cái khả năng gọi là uốn cong ngón tay. Ngón giữa đó. Tới ngón trỏ. Ồ. Là 10 ngón tay làm được hết hả anh Quang ha? 10 ngón tay làm y gan gì hết. Ngón cái ha. Dạ. Ồ. Rồi là bàn tay trái. Tiếp tục là bàn tay mặt. Ồ, khủng khiếp quá. Có đau không anh? Không, bình thường. Ồ. Khuyến khích các bạn là không nên làm theo với bất cứ hình thức nào nha. Ngày xưa là anh không có đi theo một cái đoàn siết, đoàn nghệ thuật nào hết cả. Mà khi mà người ta phát hiện được cái tài của anh á, thì người ta mới mời anh đi biểu diễn thôi. Rồi, tiếp theo là mình bẻ lượt một là 4 ngón luôn ha. Dạ. Ôi. Trời ơi. Như không có khớp gì á. Đây là mới có khởi động của anh Quang thôi đó. Dạ, đó là 5 ngón tay. Rồi tiếp theo á thì mình dùng cái làn da ha, có 102 ở trên đất nước Việt Nam mình á. Mình khẳng định là như vậy đi. Làn da có 102 luôn. Trước tiên thì mình làm kéo cái lỗ mũi cho nó dài á. Dạ. Ôi trời ơi. Cô bác quý anh chị thấy rõ không? Gọi là làn da dây thun mà. Tiếp theo là làn da mặt. Có đo được là bao nhiêu cm không anh? Nếu mà cái làn da mặt này á ha thì theo chắc cỡ khoảng từ 6 đến 8 phần. 6 đến 8 phần. Ừ. Còn cái làn da mà chỗ mà dài nhất á. Dài nhất á là làn da ngực. Ồ, cỡ khoảng 1 tấc 2, tấc 3. Dạ. Đó. Này cô bác quý anh chị thấy không? Rất là dài luôn, anh kéo lại một lần nữa. Đau không anh? Không, vẫn bình thường. Vẫn bình thường. Ờ. Ôi trời ơi. Bởi vì mình mới nói là cái trời cho mà. Dạ. Mình làm cái khẩu trang nha. Cái khẩu trang luôn hả? Ơi, ghê quá. Ôi ô, khủng khiếp không?
Rồi tiếp theo là làng da ngực. Làng da ngực. Cởi áo nha. Dạ. Mình làm cái làng da ngực. Đây. Nè, thấy cái độ giãn ra nè cô bác quý anh chị. Khủng khiếp không? Cái này thì khoảng 5 đến 6 phần hình. Cái này là cỡ khoảng 1 tấc 2. 1 tấc 2. Có kích thước không em đo được không anh? Có kích thước. Có kích thước nhỏ không? Bạn nào có kích thước nhỏ để đo cho mọi người thấy ha. Không có hả? Có kích thước đi học không con? Ồ. Hai bên à. Dạ. Chẳng khác nào là một dây thun vậy á. Không nên mình còn không nên làm theo nha cô bác của anh chị. Còn cái này mình làm cho nó dùng luôn ha. Nè nó dùng lại là. Hả? Ai. Rồi, tới da bụng thôi. Da bụng nha. Tiếp theo là mình da bụng nha. Dạ. Ồ, khủng khiếp thiệt. Cái này là mình để cái ly mà nếu mà mình kéo ra ha, mà có người hỗ trợ thêm á ha. Thì cái ly mình uống cà phê á ha. Dạ. Mình để lên đây là nó vừa luôn nè, là nó đứng sững gì luôn nè. À, để luôn lên được luôn ha. À. Có người hỗ trợ ở giữa là bắt đầu là nó bình thường. Nhưng mà cái chỗ mà nó kéo giãn ra nhiều nhất là chỗ nào? Cái bụng mình ha? Không, nhiều nhất là ngay chỗ cái ngực à, ngực mình ha. Nghe. Dạ. Đó. À, cô bác quý anh chị thấy không? Nó cái chỗ này là cái chỗ dài nhất. Dạ. Còn tiếp đó nữa cái chỗ dài thứ nhì á là mình dài dài xuống là ngay chỗ cái hai bên cái đầu gối của mình á. À. Rồi, rồi tiếp tục là tới phần đầu gối. Dạ. Như cái da của cái người mà bình thường á thì để cái cụ gối của mình nó bình thường như vậy thì đâu có nắm được đâu. Dạ. Còn này đây mình để như vậy đây vẫn nắm ra được bình thường nè. Ồ. Đó. Đây đây nè. Đây nè các bạn thấy không? Cụ bác quý anh chị thấy đây là một phải gọi là có một không hai luôn ha. Còn mà mình thẳng cái giò cái lần nó lên cao lắm á ha. Đó. Ồ, cái chân gà nó cao. Phải gọi là làn da dây thun mà. Hai bên luôn. Chín tuổi là anh đã phát hiện được cái tài năng của mình rồi anh Quang. Đúng rồi. Dạ. Ồ, khủng khiếp nè. Nè, rồi bắt đầu bây giờ muốn cuột lại mình cuột lại kiểu như dây thun luôn á. À. Quấn lại luôn hả? Quấn lại luôn. Ôi trời ơi. Đó. Nè mình quấn lại luôn. Đâu anh? Ồ. Nè nè. Quay cái này nè. Rồi thấy quấn. Trời ơi. Đâu không anh? Không, vẫn bình thường. Ờ, hai làn da mà quấn lại với nhau luôn. À. Đặc biệt là ngay cái khớp gối thì nó khó lắm. Bởi vậy. Da trán vẫn nắm được mà. Da trán người thường mình á thì mình đâu có nắm được da trán đâu. Dạ. Còn cái này da trán vẫn nắm được luôn. Đây. Mình nói là mình làm cho bên YouTube của Bùi Hồ á. Để thấy được. Đó, da trán. À. Da trán thì rất là khó nắm luôn. Còn tiếp theo á thì mình làm cái 10 ngón giò. 10 ngón chân của mình nó y gan lật ngược, y gan như 10 ngón tay mình hồi nãy vậy đó. Dạ. Nè. Ngón út nè. À. Cái dành. Vẫn giống như là 10 ngón tay mình ha. Ờ. Y gan vậy đó. Dạ. Cái ngón đó. Những cái ngón đó thì rất là bẻ lên, khó bẻ lên. Ờ. Đó. Còn cái ngón giò cái này mình phải dùng hai cái ngón tay để mình bẻ lên. Nè. Dạ. Đó. Nó vẫn đụng bình thường vậy đó. Dạ. Rồi bắt đầu mình bẻ một lượt mọc luôn. Trời ơi trời. Ghê quá. Vẫn như cái câu mà Bùi Hồ vẫn thường nói là không nên làm theo với bất cứ một hình thức nào. Đúng rồi. Nè. Bên đây cũng y gan vậy. Ghê không? Anh làm mà mình có cái cảm giác là đau luôn á. Không đau anh? Vẫn để lại thì nó bình thường vậy thôi. Dạ. Hả? Phải gọi là một dị nhân.
cái YouTube này của Bùi Hồ. Mong quý khán giả và gia đình, những cái người thân nào mà có coi cái YouTube này á, thì đừng nên làm thử theo ha. Bị gì á, cái này á là cái trời cho của Ngoan thôi. Rồi Ngoan cũng tập luyện thấy nó hơi khác cái người bình thường, rồi mình tập luyện thêm như những cái ngón tay ngón chân rồi làn da của mình nó như gì, mà nếu mà gia đình làm theo á sợ nó gãy rồi thấy tội nghiệp. Dạ. Mình cũng khuyên một gần là đừng có nên làm theo. Dạ. Đó là những cái kỹ năng của anh học được ha. Dạng. Dạ, còn một cái đoạn nữa rất là hấp dẫn mà anh chưa có biểu diễn. Rồi em mời anh ha. Rồi mình biểu diễn cái đoạn này nữa là đoạn cuối luôn á. Dạ. Đây thì bà con thấy mà cái da của mình là y gan như da người bình thường thôi, mà nóng ra là người ta kêu là làn da dây thun hoặc là làn da co giãn. Thì tiết mục này là mình kết cái chương trình, thì đây nó cấp đầu là mình nắm nè, từ từ là bắt đầu mình cho nó dài nè, đó bắt đầu nó dài ra luôn nè. Đó. Ôi ôi khủng khiếp ha, bắt đầu mình phân dài lên nè ha. À phân dài luôn. So với một cái người bình thường thì cái làn da của anh nó có thể co giãn, và thậm chí là nó khi mà nó giãn ra thì nó giãn gấp 4-5 lần đối với một người bình thường. Anh có thể thử đi khám, bác sĩ có nói như thế nào không anh Ngoan? Cái lúc đầu á thì mình thấy như vậy mình cũng sợ rằng là mình có cái chứng bệnh gì đi. Dạ. Rồi bắt đầu mới đi ra bệnh viện huyện mình khám xong rồi cái bắt đầu nó cũng nói là như vậy, nó nói là bình thường thôi. Bắt đầu mình cũng sợ, bắt đầu mới đi lên tuyến đầu rồi này nọ, lên tỉnh xong rồi qua bệnh viện Cần Thơ, lên Sài Gòn mình khám thì nó nói là bình thường. Không có cái bệnh gì hết, không có bệnh gì hết, không có bệnh lý gì hết. Đó. Đó. Cô bác anh chị thấy không? Buông ra là nó vẫn bình thường. Dạ. Phải nói là rất là độc lạ ha. Nói chung là nãy giờ mà Bùi Hồ mà ngồi chứng kiến xem tận mắt những cái phải nói là những cái kỹ thuật mà những cái khả năng trời cho, phải gọi là một dị nhân có làn da dây thun như thế này, thì không khỏi bỡ ngỡ khi mà chung quanh cái cuộc sống của mình đó có những cái ôi cũng ghiếp quá, chung quanh cái cuộc sống của mình nó có những cái lề điều mà rất là độc lạ luôn, mà không phải là người nào cũng có thể có khả năng làm được. Cuộc sống này thật là thú vị và kỳ diệu không cô bác quý anh chị, nổi muốn gần nổi da gà hết à. Thôi bây giờ mình chia sẻ một tí xíu về cái cuộc sống của mình đi anh ha. Thì em được biết là anh là làm cho bảo vệ cho một cái trường học, chị là buôn bán nhỏ lẻ. Thì cái công việc đó thì nó có đủ cho mình sinh sống không anh Quang? Thì mình cũng nói thiệt tình với Bùi Hồ ha. Thì công việc của mình á, thì công việc chính á là bảo vệ, rồi vợ thì buôn bán nhỏ lẻ để đắp đổi qua ngày, để sống, để nuôi con thôi. Còn nói cái chuyện mà dư giả thì không có đâu. Gia đình còn chật vật lắm. Dạ. Đó. Thì nói thật sự là như vậy. Dạ. Mà bữa nay Bùi Hồ mà tìm đến rồi làm như anh em có cái duyên. Đó. Để hai anh em gặp và làm cái kênh YouTube cho Bùi Hồ. Dạ. Thì cái công việc đó thì chị là buôn bán nhỏ lẻ, là chú buôn bán cái gì anh Quang? Như mình buôn bán là cho mấy đứa em học sinh nó đi học để nó ăn mì với ăn cơm rồi buổi sáng vậy đó. Dạ. Rồi nước nôi rồi này nọ. Dạ. Như vậy thôi. Anh với chị có mấy người con? Có một người con rồi. Dạ. Có một người con trai. Dạ. Năm nay là cháu được 10 tuổi. Nói chung là cái công việc đó thì cũng đủ sống qua ngày đúng không? Đúng rồi, đủ sống qua ngày. Qua cái kênh của em thì anh có muốn nhắn gửi lời nào không? Qua cái kênh của Bùi Hồ thì mình nói từ là Bùi Hồ là thiện nguyện á, thì mình mong quý khán giả xem cái kênh YouTube của Bùi Hồ, cho Bùi Hồ một like và một tim giùm mình. Dạ. Đó, để cho Bùi Hồ để đi thiện nguyện nhiều hơn. Bùi Dạ. Hồ cũng có cái tâm là nguyện là giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn và nghèo. Thì mong quý khán giả
xem cái YouTube này giúp cho Bùi Hồ phát triển càng ngày càng tốt hơn. Hiện nay thì trong cuộc sống thì anh có một cái ước mơ gì không anh Quang? Anh cái ước mơ á, thì cái ước mơ của mình á, nếu mà có người đỡ đầu á thì anh sẽ lên một cái chương trình lớn nhất của đất nước Việt Nam mình, đó là chương trình Việt Nam Got Talent. Dạ. Đó, để cho cả nước của mình đều biết là cái người Việt Nam có một người là có cái làn da và những ngón tay ngón chân như vậy, giống như cái người nước ngoài đó là người Mỹ cũng có gan như vậy. Dạ. Bởi, để anh cái bước anh phát triển. Dạ. Vậy thôi. Dạ hôm nay thì cũng em hữu duyên mà anh em mình được biết với nhau, thì sáng em cũng có liên hệ với anh, thì anh cũng có ở nhà để mà nghỉ mà làm cái công việc ở cơ quan của mình. Thì nói chung là em chân thành cảm ơn cái tình cảm của anh, và đặc biệt là thông qua cái kênh của em á, thì anh có cho khán giả kênh em biết được rằng là xung quanh cuộc sống mình có những cái điều thật là kỳ diệu. Mình làm ở đây không phải là câu yêu mà câu like gì, nhưng mà trên nội dung cái kênh á, khi mà đã làm YouTube á thì nó phải có đa dạng nội dung và đa dạng về cái những cái kỳ diệu trong cuộc sống. Thì em chân thành cảm ơn nhiều. Thì hôm nay thì em đến đây có một cái món quà nhỏ của em, cái phần này là của em gửi tặng cho anh, coi như là hôm nay đã ở nhà, nghỉ ở nhà để mà cho em thực hiện đoạn clip này để chia sẻ những cái năng lượng sống tích cực đến tất cả mọi người. Em xin chúc anh chị sức khỏe dồi dào, và chắc có lẽ là thời gian tới thì em sẽ có dịp về đây thì em sẽ ghé thăm gia đình của mình. Rồi chúc mà Bùi Hồ càng ngày càng làm cái kênh YouTube càng ngày càng phát triển nhiều hơn cho đất nước Việt Nam của mình, rồi giúp những người thiện nguyện. Đây là một cái món quà rất nhỏ của từ cái tấm lòng của em, thì mong anh vui vẻ nhận ha. Rồi có sao đâu, anh em mình có duyên mà. Dạ. Có duyên bởi vì alo từ sáng giờ alo rồi anh em mình gặp, thì anh cũng chúc là cho cái kênh của mình phát triển nhiều hơn. Dạ em chào anh. Rồi. Và một lần nữa thì Bùi Hồ và anh Ngoan xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem kênh Bùi Hồ đến thời điểm này. Và Bùi Hồ xin thay mặt anh Ngoan chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị. Xin chúc sức khỏe cô bác quý anh chị an lạc. Nếu như cô bác quý anh chị nào mà có nhu cầu đưa cho anh Ngoan lên tham gia một số cuộc thi Got Talent thì có thể liên hệ đến Bùi Hồ. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ạ.